Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có body mini trong Roblox mà không phải tốn robot nhé. Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách để chúng ta có một thân hình nhỏ nhắn và đáng yêu như thế này trong Roblox mà không phải tốn một đồng rồi nhé. Vào video ngay thôi, let's go. Trước tiên thì các bạn còn lấy cho mình ba body này nha, chính là City Life Woman, Flair và Lilin. Các mẫu này đều là miễn phí nha, cho nên các bạn cứ lấy thoải mái. Sau khi lấy rồi thì các bạn vào và chỉnh thân hình giống như mình nha. Mình thì dùng body của City Life Woman để chỉnh luôn, vì các bạn sẽ lấy phần thân của body này. Tay phải, tay trái thì các bạn dùng của Lilin nhé, còn hai chân thì các bạn tìm của Xbox như thế này và sử dụng nha. Kế tiếp thì các bạn chỉnh các chỉ số trên body xuống thấp nhất giống như mình là được nha. Sau đó các bạn mặc đồ vào và trang trí vô nhân vật của mình là xong nha. Tuy rằng nó hơi xấu một xíu so với body mini mua bằng robot, nhưng dù sao miễn phí thì vẫn tốt hơn đúng không các bạn? Và mình là Maru. See ya.